Nghĩa là cái quá trình mình chiên này á, thì cái gà nó sẽ ra dầu, dạ, ra mỡ á. Mình lấy cái mỡ của nó mình chiên luôn á. Nó ngon, dầu á. Ở đây mỡ gà mình chịu khó mình mua mỡ cái nọ thắng á, nó ngon. Ừ. Cho nó thơm luôn, cái sớ thịt luôn à. Đó, chỗ này là chiên, ví dụ ở ít á, lát nữa nó đen. Ừ. Giờ cũng khách đông rồi. Ồ, giờ khách đông rồi hả chị à? Đúng rồi, thì giờ là ý là chị đối với chị lai gai chứ mình thấy này vậy là đông rồi đó cả nhà. Thôi giờ là khách đông rồi. Mình đang chuẩn bị giới thiệu cho cả nhà, giới thiệu luôn nha. Là ở đây là số 289 của đường Cách Mạng Tháng 8 nha cả nhà, gần tòa nhà Viettel. Thì Ngọc sẽ đi ăn cơm gà xôi mỡ, cơm gà móng tỏi để giới thiệu cho cả nhà nha. Ở đây là bán từ lúc 5h30 cho đến khoảng 2 giờ sáng nha cả nhà ha. Dạ. Phần đó là 10.000 à. Nếu như mà khách mua lẻ mang về à là còn một dĩa gồm cơm luôn là 35.000. Ừ. Mới nãy giờ là chảo cơm đầy vô rồi, giờ sắp hết. Cơm da hay cơm gà? Cái lợn nó rồi chứ. Có 48 mà anh thêm chưa phần da phải không? Thêm phần da 10.000. Ủa em thử ra có tính quơ không? Em muốn ra coi tính không? Nó đang giờ giỏi vàng á. Chị thường một cái chảo của chị vậy là khoảng bao nhiêu cái đùi? Bao nhiêu cái anh? Khoảng 30 cái. 30 cái. Bây giờ chuẩn bị là chở ha, trời ơi, hai cái chảo quá chừng đẹp luôn. Phải đứng gần nóng. Hả, anh nói gì vậy? Chiên bằng mỡ gà. Nóng sợ đó. Ủa em quay là chồng hết trơn. Chồng hết trơn luôn à? Cái em dành nè. Có nói với mình em có thời gian á, đâu coi đó. Làm đến 2 giờ sáng thì còn đâu có thời gian đó. Dạ. Cho nên lay quay là về rồi còn ngủ nữa. Thường là chuẩn bị là chắc cả ngày luôn hả anh? Dạ không. Em có trưa. Ừ. Trưa bắt đầu. Hay gắn. Anh cho em xin gắn cái mic lên đó được không? Okay. Dạ. Biết sao không? Tại vì cho nó dễ nói á, chứ em ở xa quá, em sợ văng đầu quá. Hồi nãy anh nói là một chảo như vậy là sẽ khoảng bao nhiêu cái đùi hả? Dạ khoảng 30 cái ạ. Dạ 30 cái đùi. Phải sợ. Hồi nãy á, là anh đã chiên một mặt rồi, bây giờ anh trở lại chiên thêm mặt ở dưới nha cả nhà. Em lật lại những cái trắng này cho xuống dưới. Một lần là anh chiên nhiều đùi đến như vậy luôn, nhìn rất là đẹp mắt luôn á. Bây giờ dưới này nó sẽ có một cái vỉ này. Giống như là trong nó đừng có dính cái đáy. Nó đừng bị cháy. Đấy bớt cái cạnh ở dưới này đi ạ. Trời ạ. Anh thấy cái phần dầu này trong veo luôn ha, trong luôn ha. Dạ. Không có bị đen. Đảm bảo chất lượng anh ha. Ngày nào chiên là anh cũng phải sắp như vậy hết á hả? Dạ đúng rồi ạ. Bây giờ em đưa cái này qua. Từ gà như thế nào anh? Dạ. Ý là mình chiên từ gà như thế nào, lúc nãy em nghe anh kể á, là gà tươi á. À dạ đúng rồi ạ. Vì anh ở đây là sẽ chiên từ cánh gà tươi luôn, nên thành ra là mình ở đây mình chỉ có đùi không thôi ạ. Dạ, đùi gà tươi luôn. Dạ dạ. Cho nên nó là sẽ lâu hơn so với thông thường anh ha. Cái này là chiên khoảng bao lâu anh? Dạ khoảng 30 đến 35 phút ạ. Dầu nó bắn ghê lắm. Ui má ơi, bắn ghê thiệt. Sợ quá. Quá chừng đẹp luôn. Màu dầu mình cũng thấy uy tín ở cái nhà ha, rất là ok, mà chiên lên rất là nhìn nó đẹp mắt nữa, cái nhà hấp dẫn quá trời luôn. Ủa nhưng mà ở đây á, hồi nãy anh có nói là ở đây mình chiên cái này là dầu hay làm sao anh? Đấy là cái quá trình mình chiên này á, thì cái gà nó sẽ ra dầu, dạ, ra mỡ á. Cho nên là mình lấy cái mỡ của nó mình chiên luôn á. Dạ. Dạ. Cho nên là sẽ chiên bằng mỡ gà á cả nhà hả? Nên nó sẽ vàng và nó thơm hơn nhiều đúng không? Dạ, đúng rồi. Thơm thịt luôn. Ở đây là chỉ có bán đùi thôi nha cả nhà. Đùi thì là đùi gà, có một là dạng chiên bình thường, có là xối mỡ bình thường với lại mắm tỏi nha. Đẹp. Rất là xuất sắc luôn. Thấy dầu nó trong không? Dạ em thấy. Ý là em cũng đi quay nhiều chỗ cơm á. À, dạ. Thấy chỗ mình là chiên cái dầu nó trong eo à. Trong eo thì cả nhà khi mà xem clip là cũng yên tâm đúng không? Cái lúc quá trình mình chiên mà mình được nhìn thấy như thế này, mình sẽ yên tâm hơn ha. Khi mà mình ăn mình thưởng thức đó cả nhà. Ở đây thì là quán cơm cô Hà trên đường Cách Mạng Tháng 8 nha, ở số 289 nha, của đường Cách Mạng Tháng 8 nha. Giờ phải đứng xa ra để sợ nó bắn dầu rồi cả nhà. Phường 12, quận 10, quán cơm của cô Hà nha cả nhà. Hồi nãy mà mới để vô còn giữ nữa. Dạ hả anh? Sao à? Mới để vô tươi á mà nó bắn dữ dội. À không à. Ủa vậy hả? Nó chỉ cái lúc này nó mới bắn thôi ạ. À vậy hả? Rồi khi mà để vậy rồi phải bao lâu nữa mới xong anh? Ừ, nó chắc có khoảng 10 phút nữa thôi ạ. Ừ. Xong rồi mình còn qua bên này mình còn chuyên lại nữa mà. À, vậy hả? Qua rất là nhiều công đoạn luôn. Tại vì do là anh chiên từ cái này là đã là cánh gà tươi. Ôi lộn, đùi gà tươi, nãy giờ nó cánh gà không? Đùi gà tươi. Cho nên là chiên là ban đầu về để chín cái phần thịt rồi tất cả trong nữa cả nhà. Xong rồi qua mình chiên lại giòn một cái nữa. Hoặc là cả nhà ăn mắm tỏi thì sẽ được sốt mắm tỏi lên. Da gà. Một phần cơm như vậy là bao nhiêu vậy chị? 35.000. Dạ, ủa da hả? Rẻ nha. Quá trời luôn á. Da. Nhưng mà ý là cơm nhiều mà da cũng nhiều mà có 35.000 thôi. Dạ đúng rồi. 8.000 là đó giờ rồi. Dạ. Rồi nói chung là ví dụ đi cái đùi nó hơi nhạt. Bỏ vậy đi. À. Cho thêm cục da vô. Phải cho những cái hộp đó thì trong hộp đó nó. Dạ. Còn thêm da thêm là 10.000. Một phần da thêm này là 10.000. Ủa dễ ha, dễ biết mà dễ tính. Cái bảng bên em nó ghi rõ ràng đó. Dạ. Cái bảng bên đây bảng con da bao nhiêu thì 35.000. Nhiều đứa. Nhiều người biết á, người ta tính tiền á. Cái này nó hay lộn 48 rồi nó lại tôm da 35. Dạ. Cắt quen mà. Nếu người ta quay lại á, người ta nói ủa bữa này trả lại tiền. À, đâu ấy chứ. Dạ. Bán lâu dài mà, chị bán quá trời lâu rồi. Bán đâu có áp gì đâu. Em đâu có bán áp, không bán mấy đâu. Không có bán trên áp luôn hả chị? Bán đại chỗ thôi. Cái khách quen thì em, xong em đặt áp. Dạ. Sau qua đó người ta trả tiền. Đây là mình xào cơm luôn đó hả? Xào cơm luôn á hả chị? Vậy là chị mình bán tổng cộng ở đây là bao nhiêu năm chị? 2 mấy rồi đó mẹ em bán á. Em luôn á, tại em lúc đó em còn đi học. Hồi trước lại em ăn là chắc ăn là ăn của mẹ chị rồi. Em ăn lâu lắm rồi. Cũng không. Em cũng nhớ là có. Mẹ chị là một cái dạ. Là cô Hà. Quán là cô Hà là mẹ chị. Là mẹ chị bán cũng bán cũng được có 2-3 năm là cha chị bán rồi. Có chồng đó là mẹ giao bán. À, bán mỗi chỗ ở đây thôi là mọi người hầu như biết hết. Bán đây mà. Nhưng mà nhỏ em nó nói mặt bán ở bên quận 4 á. Dạ. Ở đây là sẽ có là gà xối mỡ, mắm tỏi. 2 hộp mắm tỏi phải không anh? Rồi có. Là có 2 loại hả chị? Đúng rồi, mắm tỏi với sá mỡ. Đó có sá mỡ thôi, rồi mắm tỏi. Nói chung là cải tiến. Tiếp thêm này là có da gà nữa. Đúng rồi. Ở đây là số 289 của phường 12 quận 10 Cách Mạng Tháng Tám. Dạ. Chị bán ở đây là khoảng 6 giờ là mình có hay là 5 rưỡi? 5 giờ rưỡi 6 giờ đó. 5 dạ. Nó 6 giờ. Bán tới 2 giờ ta chờ đợi. Thầy của em khách đó thì chọn ra là người ta chọn giờ. Còn bán tới 2 giờ sáng. Dạ. Của mỗi ngày. Anh chuẩn bị chiên da gà bên kia rồi. Ủa phải da gà không chị? Có da gà. Da gà tại em không có đeo kiến không có thấy đường. hôm nay quay vé, ý là quay mấy cảnh rất là hấp dẫn luôn cả nhà. Được làm cái công đoạn như thế này Ngọc biết là cả nhà mình rất là thích luôn. Đó, bây giờ là chiên da gà, chiên cũng tại chỗ, làm tại chỗ đây, mình nhìn xem được cái chất lượng tại chỗ đây luôn đó cả nhà. Da là mình chiên lâu không anh? Da nó nhanh hơn nè. À. Ôi ôi ôi. Hết hồn. Bữa này mà mùa nóng á là còn dữ nữa ha. Chắc đỏ mài luôn. Vậy bữa nay nó đỡ, nó mát, nó đỡ bữa hôm trước. Ờ. Đúng vậy là đỏ mài đỏ mặt luôn á. Chị mà em thấy á, ở đây mình chỉ có da với đùi thôi, sao mình không bán cánh với cánh nhỏ chiên nó teo lại nhỏ xíu rồi. Dạ. Kiểu cánh bự. Thấy vậy chứ bự, cái con sống là bự lắm rồi, chiên teo lại. Cho nên là bán cái đùi cho nó đầy đặn luôn. Đúng rồi, với lại ở đây đông đặn. Dạ. Chiên á. Dạ. Những khách em tôi quen á là chiên rồi. À. Khi ha đi học rồi lên đây ăn xong rồi hả, thời gian quay lại. À, dạ mấy năm quay lại. Là lúc con nhỏ này còn nhỏ xíu à. Thấy nhiều khách lại nói trời ơi, cháu này bao lớn quá. Nó này với em á là cháu xíu xíu. À. 3 tuổi. Vậy là vậy là biết khách ăn lâu dữ. Rồi, có nhiều khách quen ngày nào cũng ăn. À. Mê. Có nhiều lúc á người ta đi học á là học gần đây, sau này người ta chuyển đi chỗ khá xa, lâu lâu ta mới ghé. Chiên cái phòng giòn lên liền luôn. Nhìn nó mới hấp dẫn hơn. Đó là chiên sơ cho mềm cho nó chín rồi thôi. Dạ. Còn bên đây em thấy chiên giòn là vừa nóng ra bán liền. À. Nóng mới ngon. Thôi nhìn, anh có thể liêu cái đó, nhìn không liêu vậy nó cũng đẹp nữa nè ha. Có thấy không? Bị dưới hơi cột thôi. Có trời luôn, hai cái thao gà to. Đây là đen là em thay bỏ liền, ép được mà, này em thấy được dầu quá được. Dạ. Hàng chi em thấy á, trong veo trong á, nghĩa là cái dầu nó nước dầu chiên rồi mà nó rất là trong. Ngọc ra hết rồi. Dạ. Em là bỏ cái đó mình gom lại cái mình ép được mà. Ở giống như vụ em chiên bên đây nè, nó hơi lát nữa nó ngả màu á. Dạ. Ngọc em thay dầu sáng cho em liền. Ờ. Mà lại sao bạn chiên bằng mỡ gà? Cho nó ngon, dầu á. Mỡ gà mình chịu khó mình mua mỡ cái nọ thắng đó nó ngon. Ừ. Cho nó thơm luôn cái sớ thịt luôn à. Đó, chỗ này là chiên ví dụ nó ít đó, lát nữa nó đen. Ừ. Chút đó nó cũng ngả màu. Rồi là mình thay liền. Ừ. Thay nhạo khác. Cho mọi người nhìn vậy là thấy uy tín rồi. À, thấy nước dầu đồ này kia là người ta an tâm rồi. Ở nhà này uy tám này nó ăn không? Làm như là ở nhà ăn vậy ha. Dạ, nhà bán là nó ăn cơm gà. Tối ăn 2-3 tuổi. Dạ. Con chị thì hả, nhỏ xíu rồi 3 tuổi chị nó con gái. Mê á. Mỗi lần nó ra đây là nó chụp mấy cái đùi gà, chụp để nó ăn. Ờ. Nói chung là kẹt mình bán người ta ăn cũng ăn thôi. Bán như là ở nhà ăn luôn. Nói chị không biết chị không bán nữa là không biết đứa nhỏ nó ăn tiền không. Dạ. Nhà đông. Ừ. Trong nhà thì con cháu nó đông. Dạ. Ôi chiên lên nó đẹp quá rồi. Ờ, 2 chảo một lượt luôn á hả chị? Nóng quá, nóng bít luôn rồi nè. Đó, bây giờ là chiên ở đây là hai chảo da một lượt luôn. Ôi nhìn nó hấp dẫn vô cùng luôn cả nhà ơi, vừa gà lên cái màu đẹp mà xong rồi chiên thành chảo lớn nữa. Đây là chảo chiên, chảo nào chảo lấy rất là lớn, tại cái lượng khách rất là đông cả nhà, nên là phục vụ về đâu có nổi. Trên bàn là có hủ dưa chua hết luôn hả chị? Cái đó là đó là mình khách ăn là tự lấy hay sao? Đúng rồi, tự gấp. À, nó chỉ có cà pháo nữa mà tại giờ mấy bữa nay cà pháo không có. Đó là dạ. Có cà pháo riêng nữa. Ừ. Dưa chua đó trong đó cái gì vậy chị? Có cà pháo. Có cải rong muối với lại dưa leo. Dạ, dạ à. Tự làm. Dạ, giống như kiểu hơi kim chi nó hơi. Dạ đúng rồi kiểu hơi kim chi nhưng mà không có làm cay lắm. Tại dạ. Vì khách ta đâu có làm cay. Cho miễn phí luôn hả? Đúng rồi. Để ta ăn nhiều lắm nhiều. Đúng rồi. Đưa một cái video để mà ai nhắn á. Dạ. Thôi để quay riêng luôn đi. Thôi quay của chị đi. Bên kia là họ phải, bên kia thì sẽ mới bán. Bán món nào? Hải sản con đủ thứ. À, dạ. Nhưng mà chiên gà có giống như kiểu mình chiên không chị? Chiên nhưng mà à vậy hả? Có nhiều á. À. Cỡ 2 chảo rồi. Dạ. Bán rồi. Dạ. Ai mắm thì chú. Bán kèm thêm gà. Hải sản này nọ đó. Là da gà nha cả nhà. Da gà thì lúc nãy bỏ vô là chiên đồ tươi, cái bây giờ nó ngã thì xong một tí nữa nó phải ngã vàng hơn nữa thì đó là mới xong mới giòn được. Dạ. Mà còn trong mấy đứa nhỏ nữa. Ờ. Nhưng mà hình như anh cắt ra đúng không? Hay là làm càng ngày nó càng ngọn? Càng ngày nó càng ngọn. Bởi vì là lượng khách đông á, cả nhà thấy là chiên liên tục nha. Bây giờ thêm nữa à cả nhà. Đấy, thêm nữa một cái chảo nữa bỏ vô, và đặc biệt là anh luôn xếp như vậy, sắp lên như vậy. Chỉ lúc nào mình thấy cái chảo nó cũng vừa đẹp và kiểu vừa đều khi mà mình chiên á cả nhà. Dạ. Hồi xưa là dữ hơn là nhiều. Thời buổi đó chị, em đi quay thì mấy quán khác cũng có nói em như vậy. Không có chị ơi, nhiều lắm. Dạ. Đúng. Đồ già mắc lắm á, già giờ lên nó có mình đấu lên giá. Không nhiều luôn, không hả cả một mấy ngàn luôn á. Dạ. Em thấy cái dầu lúc nào cũng tươi vàng hết, nó không có bị đen á. Từ đầu buổi đến cuối buổi là mình quay video cả nhà có thể thấy. Đen là chỉ thay dầu. Dạ. Dạ. Nãy giờ là chưa từng thấy đen luôn. Từ đầu đến cuối. Dạ đúng rồi. Mình cũng ngại đúng không à. Hồi nãy chị nói là xào liên tục luôn, cũng chiên gà liên tục từ đây cho đến tối luôn. Giờ là chiên tới tối đó. Tới giờ nào hết gà thôi. Đúng. Cô ở cái bạn quẩn đi chú ơi. Chạy 11 giờ. Dạ. Làm cái hết. Ai có hỏi tiền rồi không ơi? Ai nóng đúng không? Ai nóng tiền rồi. Đẩy giùm đi. Ủa có khóa cổ hả? Để đó đi, để. À để hả? Bé hả? Hỏi. Hay để đi. Không. Chuẩn bị đi rồi, chuẩn bị đi rồi. Để đại quay chút đi. Chuẩn bị đi rồi. Để nó đi, kẻ tàn bên kia đi con. Chuẩn bị đi rồi. Sắp xong rồi mà. Dạ. Con chị hả? Cháu. Cháu hả? Sao mặt giống chị ghê á. Cháu ruột. Này á, có nghĩa là trong gia đình không luôn, gia đình. Ở nhà luôn. Ngon quá, hấp dẫn quá. Giá gà luôn chưa? Một phần như vậy là 48.000. À, một phần đùi vậy. Dạ, thêm cái đó 10.000 nữa nha cả nhà. Đó là riêng nha. tôi cả nhà mình mua 2 phần mang. Ngọc chuẩn bị đang mua 2 phần mang về đó cả nhà. Đó, mình mua là mắm tỏi với lại da gà nha. Hồi nhắc lại địa chỉ ở cả nhà, phía sau là sẽ có một cái bảng ghi là quán cô Hà. Ở đây là số 289, mình đeo khẩu trang bởi vì ở đây là kiểu dầu của Ngọc Sợ đã bị bắn lên đó cả nhà. 289 của đường Cách Mạng Tháng 8, quận 10. Bán từ lúc 5 giờ rưỡi nha, 5 giờ rưỡi của mỗi ngày cho đến khoảng 2 giờ sáng nha cả nhà. Coi như là mình đi siêu khuya mình sẽ ăn được. Thôi mình sẽ kết thúc video ở đây và hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo. Bye bye.